Cái gì mới nói, tại bữa thì có hiếu kỳ thì hỏi thì sao mà cái người mà cái anh Lê Hòa Bình vậy đó, anh có cái tâm mang cái đi hương lệ mà sao anh bị hẹp mang, nhưng mà cái tâm không có mang, tâm có tính toán trong đó. Nên những người nào từ những cái clip cũ, từ chị Thu cho tới chị ông này, chị không có chút chị với mấy đại ca thì chỉ khuyên ngủ thôi, mình làm gì cũng phải thật tâm, còn không thật tâm là cái gì giỡn mặt với thần thánh là không có được. Mình giỡn với bác trọng, bác phúc, bác này bác nọ được, chứ còn giỡn với mấy vị thánh thần thì đừng nên. Đó là lý do đi. Thứ hai, cũng chia buồn với anh Lê Hòa Bình cùng gia đình nha, về kinh chia buồn rồi, cũng chia buồn cùng chị Hồng Lửa luôn. Hôm nay chị cũng bị cấm, nghĩa là nước mình có bao nhiêu người giàu, bao nhiêu nhân tài thì cũng đều đi chuyển tiền ra hải ngoại hết, 100 triệu người không tới 1-2% nữa đi hải ngoại hết, lại còn cái số còn nhỏ xíu ở lại cũng bị cấm bị kẹt nữa. Thì ông bầu mà đi đi hết thì còn ông thợ làm sao làm sao sống. Cho nên khổ càng khổ. Tóm tắt sơ sơ đó là chuyện nước mình. Đây là Phật xin chia buồn cùng hai người nha, một người nghịch thiên, một người thuận thiên. Còn chuyện tình hình thế giới thì gần đây thì cũng không có gì náo động, chỉ con cái là ở trên cái kia vậy, không có muốn tiếp tục đánh nữa, muốn nghe với Ukraine giảng hòa. Đó là cái phần bên đó để cho bớt sự chết chóc. Bữa giờ là Putin làm một bài học quá lớn cho những người, những nước độc tài, những nước tham, học một bài học rồi. Thì để mà mai mốt không còn những cái nước không còn hung hăng nữa. Ở Biển Đông mình á, bữa nay có người đệ tử tên Khang tặng 2 cái đèn, thì cảm ơn anh Khang, thử cái đèn luôn, đèn đèn quá, thấy cái mặt hơn đó đấy. Có người đệ tử tặng 2 cái đèn mới. Okay. Để lên cha mẹ. Bên Á Châu Trung Cộng chỉ là tạm hoãn chứ chưa có phải là nhưng thì mai mốt sẽ tới bên bển. Thì đại khái hôm nay thôi thì đọc thơ, đọc một chút đi rồi mình nói chuyện sau, rồi mình đọc comment sau. Tại vì cái thơ này á của mấy vị thì có nói hoài, nó cũng là vòng vòng mấy cái chuyện chiến tranh thứ ba, Phật kia là xuất hiện, rồi những Phật thánh tiên ngay trên ba tấc trên đỉnh đầu mình. Gần đây ở núi Thiên Sơn có nhiều mấy bác quý anh chị ghé thăm viếng, thì chị cũng rất là hoan hỷ, cảm ơn các vị đến thăm. Rồi có những biến động những ngày kế đây thì ở chùa có Hòa Thượng Thái Siêu mới vừa tịch thì cũng làm cái lễ xong đó, thì xung quanh bao nhiêu chuyện